Chúng ta trở lại cùng chị Hồng Quyên với những thông tin về thời tiết. Kết thúc kỳ nghỉ lễ, ngày mai người dân sẽ trở lại với các công việc thường nhật. Và ngày mai cũng là ngày tiếng trống chào mừng năm học mới vang lên. Dự báo tình hình thời tiết ngày mai thế nào chị Hồng Quyên? Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với thời tiết tại thành phố Cần Thơ. Dự báo là khoảng thời gian buổi sáng ngày mai, từ lúc 7 giờ cho tới 9 giờ thì sẽ có mưa rào. Đây chỉ là những cơn mưa thoáng qua và xảy ra đôi lúc nên không ảnh hưởng nhiều tới các hoạt động của lễ khai giảng năm học mới. Dù vậy thì quý vị vẫn nên chuẩn bị thêm dù, thêm nón cho các em học sinh. Còn về nhiệt độ, bầu không khí buổi sáng khá là mát mẻ với mức nhiệt 26 và 27 độ. Các nơi khác của khu vực Tây Nam Bộ trong khoảng thời gian mà diễn ra lễ khai giảng vào sáng ngày mai thì dự báo cũng sẽ có mưa rào và trời mát. Riêng đối với vùng ven biển ở Kiên Giang hay là Cà Mau, lưu ý là có thể xuất hiện mưa nặng hạt hơn. Nhiệt độ ở Tây Nam Bộ trong khoảng 26 đến 27 độ. Nếu mà nói về thời tiết của buổi lễ khai giảng có phần thuận lợi hơn thì phải kể tới khu vực ở miền Đông Nam Bộ, trời tạnh ráo và dịu mát với mức nhiệt là 27 đến 28 độ. Sang đến chiều ngày mai thì cả khu vực miền Tây và miền Đông đều sẽ xuất hiện mưa rào và dông mạnh. Lượng mưa phổ biến là từ 20 cho tới 50mm. Thậm chí có những nơi màu xanh lá như thế này sẽ là khu vực với lượng có thể vượt trên 50mm. Trong cơn dông thì cần phải đề phòng xảy ra những tình trạng như là lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Chưa kể ở những khu đô thị hay là vùng trũng thấp ven sông thì cần đề phòng khi mưa to có thể gây ra ngập úng cục bộ. Về thời tiết tại thành phố đảo Phú Quốc trong ngày mai, trời sẽ có mưa rào bất chợt ở trong ngày. Buổi chiều có những lúc mưa to nặng hạt kèm theo gió giật mạnh và sấm sét nguy hiểm. Vì có mưa cho nên nhiệt độ không vượt quá ngưỡng 28 độ, khá là dịu mát. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, thì trong ngày mai, gió Tây Nam sẽ giảm xuống mức là cấp 5. Với dự báo như thế này thì các tuyến tàu phà có thể hoạt động trở lại. Tuy nhiên, trời vẫn có mưa và có thể kèm theo cả gió giật mạnh nguy hiểm cũng như là lốc xoáy. Còn đối với vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau vẫn tiếp tục cảnh báo mưa dông, gió đây khoảng cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.